Vật lý Ấn Độ 11 Rocket Balloon 9 Whistler quản giáo hỏa cầu trong chế độ khó. Chốc băng luôn đến từ người chơi số 2 của bên Ấn Độ. Đây là Lalo, chế độ khó. Yeah! Trận đánh chế độ khó và đây là kinh bóng đá. Rồi. Này là ba tàng hình nhưng không có hỏa cầu. Xui la lô. Xe phóng lửa vào đây sớm. Đùa các bạn, TWOB Ấn Độ các bạn đánh hay. Nó ghi chữ chế độ khó ở phía trên thời gian đánh này. Bạn trận chiến kết thúc ở trong vòng 2 phút mấy giây đấy kìa, nó có chữ bên trên chế độ khó đấy, còn gì nữa. Trời ơi, đầu tư phá tường cho nhiều khi nó mắc đến 9 giờ tức là bắt đầu đi ra đưa đi vào đầu tiên là xài rồi. Em Queen còn giá tiền với cả Ice Golem đỡ đòn của đầu mặt đất. Vật gồng thanh niên kinh bóng đá thôi. Tàng hình ở bên kia để cho kinh bóng đá nó sút thẳng vào chỗ pháo đầy đá. Và bạn đã sử dụng động đất để tiêu diệt pháo đầy đá. Hay, cực kỳ thông minh trong pha xử lý vừa rồi. Bạn đấy phải sử dụng nhuần nhuyễn cái bóng đá lắm thì mới hiểu được chế độ hoạt động như vậy đấy. Hay, pha này của bạn phải like chứ đùa. Bật lên bơm cuồng nộ Hitler cho anh Kim là thêm hai cuồng nộ này nó thôi. Phải cố gắng cứu phải lốt vào. Một anh Kim cao bạn còn quản áo bật nhỏ lên cơ bế được một đứa bát xe phóng lửa chỗ này chưa hẹo hết đấy người anh em ạ. Vẫn còn quả đóng băng cơ mà. Ôi thêm cái băng pin máy bắn đá bịt đi anh ơi bịt đi. Bịt đi anh ơi bịt đi. Bi nó lại giúp em. À, chấp mang đất cỏ. Khẹt đấy. Vật lý Ấn Độ khẹt đấy. Thế thì kinh nhồi. Dùng điện 3 set 1 động đất. Mũi tên khổng lồ và thanh niên kinh. Kinh còn chưa mắc trang bị nữa. Ghê đấy. Đầu tư một em dòng điện vào trong tình huống này. Ăn được cái thùi gió. Làm được cái Edipen. Vẫn đấy ạ. Dòng điện là thằng ngang. Đầu lưu thẳng đá. Bật gồng còn là cái thùi gió này. Hai bên kia. Bịt luôn máy bắn đá và thắt được cái củ xếp. Chưa vẫn đang còn vẫn đang... một giật nữa cho em đi ạ. Không giật đến nơi được nhưng mà đây vẫn là một trận đánh tốc độ đấy. Rồi champion bạn nó còn 5 khóc và tăng tốc lên chơi xài nữa. Thanh niên kinh vào ô Rocket Balloon ở trong đơn người lính nhà khó chịu vậy. Hóa ra là nó là kẻ tiêu diệt em. Có chút tạch lô à. No. Ơ kìa. Đánh tên người ta bảo rồng Akari đùa. Hồi nãy ta đánh 3 sao chứ bộ. Rồi
băng giá. Rồi. Queen. Ồ, bạn đã phải tốn một cái tàng hình cho Queen pha này. Ha ha ha. Nên nhớ là chế độ khó đó. Đúng rồi này. Xương ra để nhiễu ở đây. Rồi, oảng bắt gồng Queen rồi. Queen thở oxy luôn. Đúng nghĩa farm rồi, Queen thở oxy luôn. Bạn phá tường tiếp. Vâng, đúng là đúng. 3 lớp tường để em Queen vào phía trong. Trời ơi. Vâng, lại nắm tay Queen đi khắp thế gian là chết. Vâng, Queen vào ăn nhà chính luôn. Ghê đấy. Lâu lắm rồi mình thấy những pha đi Queen mà vâng đưa Queen sâu như thế này đấy. Quay xe vào trong đi Queen. Chờ đợi nhà chính nó lên nó đốt hết cả Hitler rồi xong. Queen bạn thông minh lắm. Bạn thông minh lắm. Rồi rồi, lava bên này. Bạn tiếp này nữa. Rồi rồi xong. Đây thổi gió quá khó chịu. Mất Phượng Hoàng và thợ xây chở được cái máy bắn đá. Luôn vào có kịp để cứu không? Thì xung quanh đấy vẫn đang còn khoảng Inferno nhiều kia và máy bắn đá. Đứt rồi. Đứt rồi xe bạn. Không hề dễ. Căng nha. Căng này tím cho sếp nha. Cảm ơn sếp Đình Công Hoàng với cả Thanh Hồ Tạng Bông nhá. Thấy độ khó cái hạt ngay. Innova ngay. Này thì múa với chúng tớ này. Chế độ khó là khó chứ. Nó phải khác chế độ bình thường. Như thế này thì mới phân biệt được đẳng cấp của Pro. Đây đến đây à? Ơ kìa sếp. Mình phải mạnh mẽ lên chứ. Độc dược bật gồng lên. Đúng rồi, anh em vào người ta chơi đấy. Vô tăng trưởng luôn. Inferno một kia đốt khó chịu lắm. Vâng, rồi champion đã vào để hỗ trợ tốt rồi. Pha này phải cố gắng lấy 3 sao để cân bình thôi. 3 sao cái là hai bên mặt nhau được thì được trong phá hủy đó. Cố lên. Mình cho xanh tiền hả? Thôi, cái bầy rưỡi cây nó nằm ở nhà chính hết trơn. Inferno một kia gặp ngay suit của Hot Rider đầu gấu. Úi ôi, quả lava thủy nhà chất lượng vậy. Queen ở đâu ra vậy? Sau cái lúc nguy hiểm nhất cần em xuất hiện thì không thấy em đâu. Mọi người ta dọn hết công trình rồi em mới xuất hiện ta. Đâu? Độc ra để biểu em lava tóc. Ôi, Queen đục tường như thế này nữa thì càng rồi. Thả ba liền vào lại còn ăn cái bật nhảy. Đúng khoai. Thế này là tạch rồi. Này là thua sao để cho sếp rồi. Chớt thật. Vật lý Ấn Độ 11 Rocket Balloon 9 Hitler quản giáo hỏa cầu trong chế độ khó. Thật luôn hả? Rồi dân chơi Ấn Độ rồi.
đặt cấp rồi, đặt cấp dân chơi. Đồ đạc của highlight do nó khét chết. Nó khó mà lại đánh thế này. Đầu tư em sứa vào để bắt cái cục phòng thủ trước. Đúng à. À, một tàng hình dành cho quản giáo. Kịp không? Cẩn thận kinh nó vụt. Nó kiểu động đất của anh Đại Bàng. Đại Bàng không sắp. Má ơi, liệu thợ xây nó sửa. Càng vật lý Ấn Độ nhưng quên mất là còn hai cái lều thợ xây nó sửa. Tôn tôn Ấn Độ. Đấu công chuyện. Ngoài nó xây đi. Một hit nữa. Đúng rồi. Cuối cùng thì quản giáo nó cũng ăn được đại bàng. Không sao. Vôi cao sẽ khỏi. Cuồng nộ để cứu em Queen. Ôi, có Rocky Balloon vào giải vây. Phá tường nữa để vào sâu hơn tuyệt trong. Lý Clan 50 con ai chờ chủ nhà. Khả năng 50 con thật. Chứ nó chạy mãi không hết thế kia. Tàng hình tiếp cho quản giáo. Quá wow, quản giáo bất tử à. Múc cái máy bắn đá. Ừ đấy đúng rồi. Bất tử thật. Đóng băng nhà chính nhưng mà lại sao không bị cái X-Bow mặt đất. Trời ơi. Đấy. Đóng băng chuẩn chỉ là nó phải như thế. Jetty ấy nhanh lên em. Bế nhanh cái nhà chính nha em. Queen vẫn đang còn thở. Rồi champion bật kỹ năng hốc và còn cái đóng băng nào nữa. Chấm băng luôn đến từ người chơi số 2 của bên Ấn Độ. 9-11 Rocket Moon chấm băng hỏa cầu. Quá hay cho vật lý Ấn Độ. Tên khổng lồ và thu Queen. Vị trí của người chơi số 5. Ông vừa mới bay nhà xong. Yep. Chấp hết. Ôi ôi. Anh bạn à. Vẫn gồm thí sâu thí cây. Rất cố thủ nhà chị. Một nào nhớ tốt. Đúng là 50 con ai chờ chủ nhà thật để bắt rồng. Rồng nó bảo các bạn dàn hàng ngang ra tôi thổi tôi nướng cả bầy luôn. Đinh dưới dưới này bật kỹ năng lên lủng đôi tương bị cái sáo này làm mất tiền. Chúng ta mình giữ anh em. Rồi trang tiền nhảy ra đến mức này con đá. Còn cái băng nữa bạn để ở đâu ạ? Đi kích bông vào đất với cả đại bác vẫn nảy đi. Quay lại là bắn hết lửa lửa. Ui rồi bom đôi. Đưa Hawk ra bốc ngay vào ô bom đôi. Vâng còn cuồng ngộ cho Hawk và một tàng hình nữa. Đây vẫn là một trận đấu tốt nữa đến từ người chơi số 5. Được. Tôi bị nát nhà nhưng tôi đi đánh lại nhà người ta cũng được 3 sao ạ. À. Thế cho nó vuông mà lại còn chế độ khó nữa. Hay. Một trận đánh vượt khó quyết tâm đến từ XBL hơn thời gian rồi. Hòa sao, hòa phần trăm nhưng hơn thời gian đấy. Thời gian đánh là ít hơn mà. Keep Balloon hòa cầu không? Có. Dân chơi. Phong cách Ấn Độ nó sẽ như thế nào đây ạ? Jetty vào trước. À, quản giáo lần này không đi với sứa nữa rồi. Úi. Ố nhè. Đất ăn hội thành. Và nhà chính thì bây giờ cô đơn rồi. Đâu có ai sửa nhà chính đâu. Một mình quản giáo xử lý.
sinh phim ở góc 9 giờ rồi. Đúng rồi. Công trình nào thì bạn búa công trình đấy. Như vậy là đại bàng đã được kích hoạt luôn, không lo về vấn đề clan nữa rồi. Máy khoan chiến tranh, toàn những combo không tưởng và Rocky Balloon áp vào xung quanh bản đồ. Máy khoan chiến tranh ở góc hướng 3 giờ đột nhập sâu ở chỗ đại bàng rồi. Hoàn giáo thì nó sẽ lo cụm thủ là chính, rồng siêu cấp ở trong máy khoan chiến tranh. Ui giời, đầu tư Rocky Balloon vào để hỗ trợ ăn nhà chính, rất nhiều bom đèn và bạn đã dọn xong cánh ở phía bên hông. Em vào champion đứt rồi, bây giờ còn mỗi em queen chưa xài kỹ năng thôi và bạn không có spell nữa à. Ui ôi, cái này hơi căng đó. Queen liệu có sống không khi mà tháp nhiều công thủ nó bắn. Cố lên. Oh yeah, Rocky Balloon tranh thủ thừa nước đục thả vô. Phút trận thi đấu 3 sao nữa dành cho Vật Lý Ấn Độ. Họ đánh rất hay và có nên trong tối ngày hôm nay. Chế độ khó cũng cần hết, không phải lo. Uy tín thật. Sui La Lô đến từ người chơi số 1. Chúng ta hãy xem nào. Mũi tên khổng lồ. Oh yeah. Gồm thương nhân kinh. Đã xếp xem này, team có hỏi combo gì đánh nét thì cứ nhìn top thế giới hoặc là những gì thì mình đánh nấy chứ. Đúng cũng không được chín. Wow, bom nhiều quá. Vẫn đang còn pha đóng băng cho chết. Đại bàng cố gắng thả rồi. Nhanh phết đi chứ. Ui, trận xuất ra lô này của chết. Quay đi quay lại xong rồi bay rồi. Đơn giản thật đấy, mà trận này đánh rất nhanh. Wow, không kịp trở tay luôn. Rồi bên này làm xong cái quản giáo nữa là ok gì. Ôi ôi, 10 điểm không có nhưng chẳng có xếp luôn. Rồng hai sách kinh động đất. Kinh động đất và ba liền lâu lắm rồi mới thấy. Không chỉ khó là vật quản giáo gồm như thế thì chúng chạy thẳng chỗ cụ khu vực chính. Chúng còn một hit nữa. Đúng rồi. Đỏ vãi đạn cho Vật Liến đồ. Kia sẽ là sao đây? Tiếp tục nó điện, con King Queen đỏ lòm hết rồi. Gồng. Gồng Queen luôn, trời. Tự dưng trận này mà gãy cái bên XBL thắng được thì nó lại đau đầu. Super Minion để ăn được cái phá đầy đá, à máy bắn đá. Rồi champion ở góc 7 giờ. Múc được cái X-Bow mặt đất. Bắn đá nó bắt được con Super Minion được rồi. Rồi xong. Tự dưng lại thua ngược thì nó lại buồn cười, bởi vì như thế này là tỷ lệ phần trăm phá hủy nó rất thấp. Oh no. Sao gãy được hay vậy ta? Định tung ra lượt đánh cuối ở chế độ khó này. Mũi tên khổng lồ rông điện bằng này nữa cho chết dồn.
bắt buộc phải đánh 3 sao thì mới đảm bảo được chiến thắng. Trời ơi, cái nhà này công trình nó để xếp xít là rạt như thế này. Dòng điện thích lắm. Vật dòng kinh thôi ạ. Trang bị xếp kiếm. Ôi, nhưng mà sao sao quá. Nhìn nó sao sao quá. Chính không sập. Mình không hiểu tại sao không tấn công từ phía đại bàng trước. Cũng ngang hông nhưng đánh đại bàng thì nó đỡ khổ hơn. Thế này thì chịu. Thế này thì thua bằng thực lực rồi. Trên Ấn Độ anh em về lại cười rất tươi. Ừ, áp dụng dòng điện trong bài này là chuẩn rồi. Chỉ có sai bởi vì nếu mà là tớ sẽ đánh từ hướng lúc 6 giờ và 9 giờ hướng đại bàng, đưa khí câu chiến để cắm vào vùng nhà chính chứ tớ không để cho đại bàng nó bắn chùa nhiều như thế được. Không để đâu. Ừ, xin chúc mừng chiến thắng đến từ bên TWOB. Hay quá. Anh em thấy hay cho lượt like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình các sếp nhá. This is the moment we rise. This is the moment we